Chào các bác nhé. Hôm nay bên em vừa mới may xong túi và để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc với những tất cả những cái dòng túi bao trái cây từ nhỏ nhất đến to nhất. Thì đầu tiên này em sẽ thử cái túi bọc cam, bọc ổi, bọc la này để các bác được tham khảo. Với cái túi mà để bọc la, bọc ổi, bọc cam này thì cái túi này là túi kích cỡ cỡ to nhé. Các bác có thể đựng được quả tới 1 kg đấy. Và dòng túi của bên em gửi tới các bác thì sẽ là dòng túi đẹp nhất nhé. Bác yên tâm khi đặt ở bên em những cái dòng túi như này. Bởi vì những cái túi này là bên em may ra nhé. Sẽ may nếu như các bác đặt cái kích cỡ, em sẽ may gửi tới các bác. Đây này, đây là cái túi bọc bao la nhé. Bao ổi này, cam này, xoài này, vú sữa này. Đấy, tất cả những cái quả đấy thì các bác sử dụng cái, nếu dùng túi bao thì các bác sẽ dùng cái sử dụng cái này. Cái này thì nó là 18-20 nhé. Một cái kích cỡ rất vừa tầm. Và toàn bộ túi của bên em thì sẽ may dây rút hết nha các bác nhìn đây. 100% túi của bên em sẽ bằng dây rút. Nếu như các bác mà mua túi bao trái là giấy thì nó sẽ là dây cuốn nhé. Còn riêng cái túi vải này thì 100% là dây rút. Nếu như cái chất dây rút các bác nhìn thì rất chất đây là dây dù. Đấy, dây dù nhá. Và em khi thít vào sẽ thít như thế này. Với một cái túi như thế này thì các bác sử dụng được rất là lâu. Các bác có thể sử dụng đến vài năm. Thì bên em có tất cả rất nhiều các kích cỡ nhá. Từ túi nhỏ nhất như thế này đến túi to. Đấy, túi này là túi cỡ nhỏ này. Túi bao trái cam, trái xoài, trái vũ sữa, la. Thì các bác sẽ dùng túi này. Chất thì như các bác nhìn nhá. Chất sẽ là loại dày nhất để gửi tới các bác. Túi này là cái túi may túi quần, túi áo đấy các bác ạ. Cái vải, chất vải rất là dai và được may chắc chắn như thế này. Đấy, và tiếp theo là cái mẫu túi to hơn để gửi được các bác thì to nhất thì là cái túi mít đây. Túi mít thì em sẽ có hai mẫu nhé. Một loại là cái túi bao trái bằng lưới như thế này. Chất này là chất lưới nhá. Chất này nó nhìn như cái màn tuyên ấy nhưng mà nó không phải nha, nó là kiểu như chất lưới ấy. Rất chi là bền, dai. Cái túi này của bên em kích cỡ là 50-70. Là một cái kích cỡ mà các bác chứa được trái mít lên tới 20 kg. Trái mít Thái nhé. Còn nếu như các bác mà cần dùng cái loại túi nhỏ hơn, bao mít nhỏ hơn như là mít ta, mít thường ấy, thì các bác sẽ sử dụng loại túi nhỏ hơn. Đây là loại túi nhỏ hơn. Một chút xíu. Đây các bác này. Kích cỡ của nó sẽ là túi vải nhá. Chất vải rất chi là đẹp, cực kỳ luôn. Đấy, thì bên cơ sở em là bên cơ sở chuyên môn may tất cả các dòng túi để các bác bao trái cây. Các bác mà xem được cái video này của em, các bác trên mọi miền Tổ quốc khi cần những cái túi bao trái cây như là xốp ổi thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295. Đó là số điện thoại chính của bên em chuyên cung cấp về tất cả những cái mẫu dụng cụ nông nghiệp. Từ đồ nhỏ nhất đến những cái đồ lớn thì bên em đều có nhé. Thì một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Đấy, các bác một cái phương thức mua hàng rất là đơn giản. Chỉ cần các bác alo trực tiếp, để lại địa chỉ, số điện thoại thì chỉ mấy ngày để em gửi tới nhà các bác thôi. Rất chi là nhanh. Bây giờ cái việc mua bán online rất chi là dễ. Các bác chỉ cần ở nhà. Hiện nay em đã gửi đến tận nhà các bác với tất cả những cái dụng cụ hay như thế này nhá. Thì một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Đấy, và các bác quan tâm alo trực tiếp luôn cho nhanh nhé. Túi dây rút chất đẹp nhất, dai nhất để gửi tới các bác. Đấy, và các bác mà quan tâm tới những cái dòng bao trái của bên em thì đừng quên ấn like chuông và đăng ký kênh nhé. Để mỗi video em sẽ đăng tải một cái mẫu khác nhau để gửi đến toàn thể các bác trên cả nước. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.